đây 50 năm, vào năm 1971, chúng tôi hầu hết là những học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, cùng một số anh chị là cán bộ quân đội hoặc nhà nước, đã có quyết định gọi nhập học vào khoa toán trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội lúc đó, nay là Đại học Sư phạm 1 Hà Nội. Nửa thế kỷ đã trôi qua, chúng tôi nhớ như in khoảng thời gian đặc biệt đó. Trong chúng tôi vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm chẳng thể nào phai mờ. Đó là đợt lao động khi mới nhập trường, đánh đất đắp đê sông đáy ở Trúc Sơn, Chương Mỹ. Đó là đợt ba lớp của khối hành quân vượt sông Hồng, sông Tích về Thạch Thất, Vĩnh Tường đi sơ tán, để lại một lớp là lớp A trông trường và trực chiến cận cảnh với các đợt bom hủy diệt vào Hà Nội của B-52. Đó là cả những bạn học cùng quả tạm ngừng học tập vào miền Nam chiến đấu, đã để lại biết bao nước mắt và tiếc nuối. Đây là một khoảng thời gian đầy khó khăn gian khổ, với đèn dầu, cơm sắm, cơm khoai không thể nào quên được. Nhưng thật tự hào chúng tôi đã cùng đất nước vượt qua tất cả. Để đến tháng 9 năm 1975, chúng tôi tốt nghiệp ra trường như cánh chim đi nhận công tác ở khắp mọi nơi của Tổ quốc. Đến hôm nay, 50 năm của những ngày đầu tựu trường đã là quá khứ. Chúng tôi lúc này đều là trên dưới 70 tuổi, đều đã nghỉ hưu. Nhưng bao kỷ niệm của thời sinh viên năm xưa ấy vẫn còn xốn xang, còn da diết trong lòng. Chúng tôi luôn nhắc với nhau rằng, dù mái đầu đã bạc, nhưng kỷ niệm của một thời sinh viên khoa toán năm xưa mãi mãi vẫn còn xanh. Như những người lái đò thầm lặng, như dòng sông trở nặng phù sa, như bài hát không lời. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2021. Chúng tôi là những cựu sinh viên khoa toán của trường Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 1971-1975, tiến hành lễ kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường. Trong chương trình của chúng tôi, tất cả các cựu sinh viên làm lễ dâng hương tại đền Cổ Loa, khu di tích đặc biệt của đất nước. Bầu trời hôm nay có vẻ nhiều mây, mưa nhẹ, ngày hôm nay rất là háo hức, cho nên dù thời tiết có không được thuận lợi nhưng cũng không thể làm giảm bớt cái nhiệt huyết của chúng tôi, bởi vì đây là một cái buổi lễ, một cái thời khắc hết sức quan trọng của chúng tôi, những cựu sinh viên khoa toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 1971-1975. Chúng tôi sẽ làm lễ dâng hương Đức Vua An Dương Vương tại chiếc sân rộng. Người đến đầu tiên trong buổi tập trung hôm nay đó là vợ chồng Bàn Thiện. Xin cảm ơn anh Ngưu nha. Anh Ngưu cũng là một nhà giáo của Đông Anh. Anh đã nghỉ hưu, chồng Bàn Thiện. Đó là Lê Công Bằng. Vâng. Lê Công Bằng cũng là người thứ hai. Anh tính hôm nay có đến. Anh tính có đến. Tại vì anh sẽ đến buổi trưa, tại vì anh không ngồi được lâu. Anh đến buổi trưa xong anh đi. Tiếp theo. Những người tiếp theo là những người cực kỳ xinh đẹp. Tận Quy Nhơn ra tận đây, tôi nói thật ra là cái lớp A của mình ấy toàn con gái xinh thôi. Rồi đấy. Cái này là cái việc thiện đấy đúng không? Mọi người đang tập trung tại đền Cổ Loa. Hiện nay ấy, khi mọi người chưa đến đủ ấy. Một người anh của chúng tôi, của cả khóa trưởng khối, một người mà để lại trong lòng của Cổ Loa sinh viên ấy và sinh viên người chíp chíp ấy là nhiều ấn tượng, nhiều kỷ niệm. Cực kỳ nhiều ấn tượng. Anh Nguyễn Văn Vườn cùng khóa với chúng tôi, nhưng anh là cán bộ đi học. Lúc đó anh là cán bộ đi học và đồng thời anh lĩnh một cái trách nhiệm, có lẽ là đó là trưởng khối, tức là phụ trách cả bốn lớp. Anh đã để lại trong chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm. Ôi trời, ông anh kinh mến. Rồi. Chào mừng.
Xin chào. Xin chào bạn, từ ngày xưa vẫn sinh trông rất là hoành tráng. Chào bạn bằng á. Chào đồng chí bằng. Trong cái ảnh đấy. Anh mặc kiểu ban lên. Chào. Con lúc nào? Bí thư. Người đầu tiên đó là Trần Thị Ngọc Diệp, Thu Chí Mén, Thu Diệp, còn Khổng Trang. Gặp nhau à? Ơi, đi sai sài gòn rồi. Không cần biết là ai, nhận ra chưa? Chào bạn, người làm cái giải nhất. Tôi quê ở Hình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Hôm nay được về đây như các bạn, đó là một điều rất là vui mừng, vinh dự. Mong cho các bạn một sức khỏe dồi dào và một ngày nào đó gần nhất về thăm quê chúng tôi và thăm nhà gia đình chúng. Phạm Quốc Chí, học lớp B. Rất vui hôm nay được gặp mặt. Mình là Quỳnh ở lớp D. Tô Mai học lớp D. Tôi là Nguyễn Thị Dung ở lớp B. Tức là Kim Dung. Tôi là Thành ở lớp C. Chào anh. Còn đây là đồng chí. Tôi là Thị ở lớp C. Lớp B 1D. Đi bộ đội tháng 5 1972. Quang lớp D. Nhưng mà mình đi nhập ngũ tháng 5 năm 72. Tôi là Vũ Xuân Nhị, lớp 1D, đi bộ đội tháng 5 1972. Tôi là Quân, lớp 1C, đi lính năm 1972. Tôi là Lê Văn Phụ, lớp D, cũng đi lính tháng 5 năm 72. Rất vui được gặp các bạn hôm nay. Đây là anh Nguyễn Văn Bốn ở lớp B. B. Mình là... Đó là Nguyễn Thị Kim Dung lớp B. Ở lớp D. Rồi. Anh Phạm Trung Dũng. Vâng. Lớp A. Nguyên là hiệu trưởng trường Thăng Long. Vâng. Thầy Vũ Huyền và thầy dạy đại số ạ. Vâng. Thầy dạy cả lớp A và B ạ. Vâng. Và dạy em rất cảm ơn thầy dạy hình họa. Vui là hôm nay được tham gia cùng với các bạn kỷ niệm 50 năm ngày vào trường, tiệm trường. Chúc các bạn vui vẻ. Một,
ông anh kia rồi, ông anh Luân kia rồi. Thầy kinh khủng. Bạn anh vẫn khỏe nha. Đây bà nội và nội, bà nội và ngoại cả rồi. Phải tỉnh táo sản phân hoa hồng đỏ. Không, cậu có biết nguồn tin chị Trung? Lung tung lắm. Đây là tự nhiên nha, lớp D nha, Kim Dung lớp D. Sao lại gặp được ngay đồng chí Kim đang ngồi quá thì không ăn. Quá cái tay kiếm này coi. Thúy ra nha, Thúy ra nha. Ra rồi á. Quay cho nó rõ mũi nó mồm vào. Thành việc được. Hả? Rồi. Cảm ơn. Quay cho rõ mồm nó miệng vào. Như thế này ạ. Tôi nói sơ sơ cái chương trình ở đây như sau. À, mấy chị em nhìn vào đây cái. Nhắn ai cao nghiệp Đông Anh vẽ thăm phong cảnh Loa Thành Thục Vương, cổ loa thành ốc khác thường, trải bao năm tháng dấu thành còn đây. Đó là những câu ca nói về một di tích quốc gia đặc biệt cổ loa. Cổ loa, kinh đô Âu Lạc. Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2021, tức ngày 30 tháng 2 năm Tân Sửu, chúng con, những cựu sinh viên khoa toán Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 1971-1975. Kính cẩn thưa chức linh vị người, hôm nay chúng con về đây như thấy rùa thần, kính phục nhân dân tài năng sáng tạo, thành xây kiên cố, chiến lũy trùng trùng, cúng nỏ tên đồng, giáo gươm lấp lánh, giáng lũy giáng thành, bảo vệ kinh đô vững bền Âu Lạc. Đạo lý uống nước nhớ nguồn với đức vua An Vương Tiên Đế. Người đã rời đô từ vùng Trung Du xuống đồng bằng, người là đại diện cho sức mạnh dân tộc Việt Nam. 10 năm chống xâm lược, chặn đứng 50 vạn quân Tần, đánh cho Triệu Đà sinh hoạt. Hôm nay, hội cựu sinh viên khoa toán Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 1971-1975, chúng con về đây kính mong đức vua và các bậc thánh hiền tiền nhân phù hộ cho đất nước phồn vinh, cho nhân dân no ấm, thành tâm kính lễ, cẩn cáo, cẩn cáo, cẩn cáo. Sau đó vào trong các tu viện phải là cuốn lại, cuốn lại, từ năm cuối cùng từ năm trong cùng và cuốn lại xuống. Thank you.
Bác Hồ đây là tập thể các bạn lớp A của lớp D ạ. Ông phục vụ cho tôi đi nhé. Đây là các cô gái xinh đẹp của lớp B ạ. Các bạn học sinh lớp C khoa toán khóa 1971-1975. Đây là các bạn đây của lớp A đây ạ. Đây là các bạn của lớp B rồi. Chúng tôi những người xinh đẹp thì bao giờ khôn. Thì thầy nó nhắc tôi là nhớ từ nhà thầy Dung Dung nhá. Mà cuối cùng là ngày xưa cách đây 50 năm là rất là xinh đẹp. Ôi giời, bây giờ vẫn xinh. Các anh chào tôi. Thanh Tàu ơi, những lưu sang thanh đài hoành tráng không anh kia kia. Anh đi lúc ra đi xuất phát từ vấn đề ra lúc 6:10. Nghĩa là các anh cố gắng lắm. Lần đầu tiên mới nhớ đến có, anh Thầy. Đây là một góc riêng. Anh chiến vào cũng một tí. Cảm ơn. Anh Hồ Sĩ Trung, một người gắn bó với lớp. Và lớp cũng trưởng thành là nhờ anh Phượng. Lâu lắm mới gặp bằng Phạm Văn Thưởng, người bạn rất thân thiết của lớp C với tôi. Đây ạ. Chúng ta làm không làm gì. Đây như cái trường có bao nhiêu? Bây giờ mặt đây. Xin được trân trọng giới thiệu các thầy cô giáo đã về dự.
với lễ kỷ niệm của chúng ta hôm nay. Một, thầy Vũ Tuấn, giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hai, cô Nguyễn Thu Nga, tiến sĩ, nguyên chủ nhiệm bộ môn giải tích. Ba, thầy Phạm Khắc Ban, phó giáo sư tiến sĩ, nguyên chủ nhiệm khoa toán. Bốn, thầy Bùi Huy Hiền, phó giáo sư tiến sĩ, nguyên tổ trưởng tổ đại số. Xin được cảm ơn và nhiệt liệt chào đón các thầy. Đặc biệt là thành phần đương nhiên và vô cùng quan trọng, đó là gần 100 anh chị và các bạn cựu sinh viên khoa toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 71-75 đại diện cho 4 lớp của khóa với những khuôn mặt hồ hởi và người sáng, với những ánh mắt lấp lánh niềm vui đã về dự buổi lễ. Xin được nhiệt liệt chào đón các bạn. Thưa các quý vị đại biểu, thưa các bạn, trong ngày vui gặp mặt này, chúng ta không thể không bồi hồi thương nhớ đến các bạn cùng khóa của chúng ta đã hy sinh, đã mất, đã ra đi mãi mãi và đã không có mặt trong buổi lễ kỷ niệm hôm nay. Xin kính mời các thầy cô, các bạn, chúng ta hãy đứng dậy dành một phút tưởng nhớ đến những người bạn thân yêu ấy. Đã mất không có mặt. Xin được các bạn hãy nghỉ và cùng chúng vui cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Xin đại trân trọng cảm ơn. Tụ họp tại hội trường của Hotel Minh Cường để tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày tự trường. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các thầy cô giáo, các anh chị và các bạn cựu sinh viên về dự lễ kỷ niệm. Thật vui và xúc động, sau những phút giây ngỡ ngàng, chúng ta đã tìm thấy nhau, thấy lại hình ảnh bạn bè. 50 năm là một khoảng thời gian dài của người, đủ để ta sửa ngành, nhìn nhau bắt bạn theo thời gian, đủ để ta gây dựng gia đình sự nghiệp, ngược dòng thời gian, cùng trở lại giai đoạn đầu của hành trình 50 năm qua. Quên ra được thử thách đầu tiên trong hành trình 4 năm đại học trên công trường thủy lợi Phản Lên Sông Thái Lợi. Ta quên sơ bừa thời gian là thạch thất, những chiều buồn cùng nhau đứng đứng trên triển thê là thiếu thốn, nước học chỉ là chuồng ngựa cũ đã bỏ hộ đồ, không bà, không quê. Xong, bất tiết học của thầy trò cũng hào hứng say sưa và hiệu quả. Hai năm cuối của khóa học, chúng ta được trở về sinh hoạt và học tập dưới mái trường. Chúng ta đã hoàn thành khóa học trong niềm vui hoàn toàn, đất nước ta hoàn toàn. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày tự trường của khóa được tổ chức trong bối cảnh một số không dùng các ứng dụng mạng xã hội nên việc thu thập các thông tin chi tiết chắc chắn chưa đầy đủ. Thưa các bạn, ngày chúng ta là sinh viên thì đã được các thầy cô dìu dắt dạy bảo để từ đó lớn khôn. Nhiều thầy cô đã đi vào nỗi nhớ và tình yêu của chúng em. Hôm nay khi chúng ta làm lễ kỷ niệm này, các thầy cô đã có mặt với chúng ta. Đó là niềm vui, là niềm tự hào của chúng ta. Chúng em vô cùng trân trọng tình cảm của các thầy cô. Để thể hiện tình cảm đó, xin mời các thầy cô hãy nhận những bó hoa tươi thắm của chúng em. Kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và cũng xin được mời các anh các cùng làm xin mời anh Trung, anh Văn Cường, anh Bà, anh Mã Trò lên các hoa bốn bốn. Cảm ơn các thầy cô và giới thiệu thay mặt cho lớp B
phát biểu cảm xúc của mình trong buổi lễ này. Trước hết, tôi xin gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình, lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên. Ở bình minh góc sân trường để tâm tình hôm nay, thầy trò mình gặp nhau đây, nhủ lòng bước tiếp những ngày mai sau. Xin chúc các quý thầy, quý cô và các bạn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và nhiều hạnh phúc. Xin chào các thầy, thưa các bạn. Tôi rất phấn khởi được về dự buổi gặp mặt hôm nay. Tôi có viết bài thơ: 20 năm thời khắc đã lùi xa, tuổi thanh xuân nay đã già đi trông thấy. Gặp mặt hôm nay chẳng còn có mấy, gần 200 người còn khoảng 100. Các bạn ơi, giờ đúng 50 năm chúng ta ra trường, tung bay khắp ngả, lên Tây Bắc, ra đảo xa biển cả, vào núi rừng vất vả ấp gió sương. Hàng chục thanh niên vui vẻ lên đường, đi bộ đội ra chiến trường xung trận, sống chết kề bên không hề ân hận, quyết một lòng vì đất nước thân yêu. Thầy cô, các anh chị và thưa các bạn, trong lúc chúng ta gặp nhau vui vẻ tại đây thì còn có những anh chị bạn không có điều kiện về tham dự, nhưng tấm lòng luôn hướng về cuộc hội ngộ này. Anh Trần Duy Ten, một cán bộ đi học ở lớp C, là một người như thế. Anh đã gửi tâm sự của mình vào một bài thơ có tựa đề Ngày Trở Về. Và sau đây, nhiều bạn Trần Ngọc Diệp thể hiện mỗi anh tâm sự đó. Ngày trở về bao nỗi vân vương, 50 năm nhớ buổi tiểu trường, kỷ niệm xưa mãi còn sâu lắm, chan chứa tình nặng nỗi yêu thương. Ngày trở về vui gặp lại nhau, 50 năm rồi bạn ở đâu, buồn vui có nhớ lời hẹn nước, thừa xuân thời nghĩa nặng tình sâu. Là nửa thế kỷ, 50 năm đã qua của các bạn là nửa thế kỷ quan trọng nhất, có thể nói là cả đời người. Từ những sinh viên ngập ngừng bước vào giảng đường trường đại học, cho đến những ngày đã trở thành ông ngoại bà nội, đó là một chặng đường dài, và nói một cách vắn tắt, đó là cả cuộc đời của các bạn. Các bạn đã cống hiến cho đất nước những năm tháng đẹp nhất của đời, và đã xứng đáng với sự tôn vinh của học sinh, của nhân dân đối với các bạn. Chúng tôi tự hào về các bạn. Những năm tháng còn lại sau đây, trừ một số người, các bạn có thể thản nhiên nhìn đời và mỉm cười. Nhân ngày gặp mặt đặc biệt này, cá nhân tôi, một trong những người bạn của các bạn đã từng đồng hành trong những ngày gian khó của đất nước và của dân tộc, xin trân trọng cảm ơn các bạn đã. Xin chúc các bạn mạnh khỏe, vui vẻ và tận hưởng những hạnh phúc của cuộc đời mà các bạn đã phấn đấu đạt được. Xin hết. Mở đầu chương trình là bài hát Hạnh Phúc Ngày Và Đêm, sáng tác của Phan Hữu Điểm, do tất cả mọi người có mặt ở đây thể hiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảnh xuống chợ của dân tộc Mường lúc mặt trời lên vách núi, cùng tiếng chim hót vang lừng, các đôi trai gái gặp nhau giữa rừng mơ thẹn thùng, rồi xa nhau lưu luyến, sẽ được tái hiện qua sự trình bày của Hà Hùng và Kim Dung với bài hát Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ, sáng tác Bảo Trung. Chúng ta cùng thank you.
sáng tác của Phú Quang. Thank you.
viên khoa toán Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 71-75. Và phải nói là tuyệt diệu. Chúng tôi không ngờ rằng các bạn đã tổ chức được một cái buổi gặp mặt nó cảm động và nó vui vẻ, nó sôi nổi, nó ý nghĩa đến như vậy. Thì bản thân tôi là đã được đi dự rất nhiều những cái cuộc gặp gỡ của các cái khóa, cũng rất cảm động, cũng rất là hay, nhưng mà cũng chưa có một cái buổi nào mà chúng tôi cảm thấy cảm động như vậy. Các bạn đã làm sống lại những cái khoảnh khắc tươi đẹp, sôi nổi của cái tuổi 20 của mình. Đồng thời không những thế mà cũng làm cho chúng tôi những người dự ở đây cũng như được sống lại những ngày. Thật sự rất cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi được dự một cái buổi gặp mặt vui vẻ, cảm động và nhiều ý nghĩa. Rất là phấn khởi vì hôm nay ban liên lạc cựu sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội khoa toán khóa 71-75 tổ chức để anh em tôi gặp nhau, đó là điều rất phấn khởi và xin cảm ơn. Học lớp AB toán 71-75 rất vui mừng được dự buổi họp mặt hôm nay. Tôi rất là cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức buổi họp mặt này để cho chúng tôi được gặp nhau sau 50 năm tham gia buổi tuyên truyền 50 năm 71-75. Tôi hết sức là cảm ơn ban tổ chức và các bạn hết sức nhiệt tình tổ chức buổi này tốt rồi. Gặp các bạn, các thầy, mọi người đều rất là nhiệt huyết đối với ngày gặp gỡ. Rồi, cảm ơn cả nhà. Chào nhé, cảm ơn anh nhé. Chào Diễn. Ngày hội khóa nhân kỷ niệm 50 năm ngày tổ trưởng của các cựu sinh viên khoa toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 71-75 với chủ đề 50 năm những kỷ niệm mãi còn xanh tại huyện Đông Anh ngày 11 tháng 4 năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Mọi người ra về đều vui vẻ phấn khởi như thấy trẻ lại, khỏe lại. Những kỷ niệm của 50 năm trước được tái sinh và mãi mãi vẫn còn xanh. Xin được trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo đã đến dự buổi lễ. Cảm ơn và hoan nghênh các bạn từ nhiều miền của đất nước đã vượt qua mọi khó khăn để về dự. Nhất là các anh chị lớn tuổi Nguyễn Văn Vườn, Chu Đức Bảo, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Gắn, vân vân, vẫn luôn là những tấm gương sáng ngời. Cảm ơn ban quản lý khu di tích cổ loa. Cảm ơn câu lạc bộ âm nhạc huyện Đông Anh. Cảm ơn công ty Minh Cường đã giúp đỡ tạo điều kiện cho các chương trình của buổi lễ thành công. Xin hẹn gặp lại các bạn trong buổi lễ 50 năm ngày ra trường tới đây. Những kỷ niệm ngày ấy còn trong ký ức, bao năm rồi vẫn làm ta thao thương về một thời sinh viên khoa toán. Chúng tôi rời ghế phổ thông chậm chững bước vào đời, đi đất nước với muôn vàn gian khó khi chiến tranh khốc liệt chưa từng có. Thật tự hào chúng tôi đã vượt qua để lại hôm nay những kỷ niệm chẳng phai nhòa. Sông Đáy ơi, sông Tích ơi, còn đó đầy Trúc Sơn thành thất vinh tường xuân la, còn nhớ bờ đê dài những gánh đất hoàng thai, nhớ những bữa cơm với sắn cùng khoai, nhìn chớp lửa bên năm hai mà trái tim như ngừng đập.
Tam khổ lắm vẫn hăng say học tập. Lúc ra trường là ngày vui thống nhất, như cánh chim trời bay khắp muôn phương, mang theo mỗi người những kỷ niệm yêu thương, mang theo trong lòng bao nỗi nhớ thân vương. Sông Đại ơi, sông Tích ơi, còn đó đây Trúc Sơn, thành thân vinh tường xuân la còn nhớ, bờ đê dài những cánh đất oằn thai, nhớ những bữa cơm với săn cùng hoài, nhìn chớp lửa bên năm hai mà trái tim cứ ngừng đập. Giang khổ lắm vẫn hăng say học tập, lúc ra trường là ngày vui thống nhất, như cánh chim trời bay khắp muôn phương, mang theo mỗi người những kỷ niệm yêu thương, mang theo trong lòng bao nỗi nhớ thân vương. 50 năm đã làm ta đổi khác, đến hôm nay những mái đầu đã bạc, mặt đã mờ chân bước chẳng còn nhanh, nhưng trong tim những kỷ niệm mơ. Hãy subscribe.